dăm trời quê. Ai về làng quê Bến Tre, lòng có nghe giống dương hồn thơ. Quê vừa từ trong đấu tranh, người sáng bao chiến công quay hùng, cho đời ngọt ngào tình yêu. Bóng quê trải rộng vui tình xu, nhớ thương qua đời người ơi, gửi câu tâm tình, tình quê ta cùng đắp xây bên đò quê, mong đón người xứ xa bên đò quê. Hồi nãy con có trong trọng có để ý thấy là có một vị giám khảo ở đây nè, hát cải lương đó, con thấy hay không? Dạ hay. Và xin mời những lời nhận xét từ ba vị giám khảo với bé Bảo Nhi ạ. À, đầu tiên anh Thanh Bạch. Bé Bảo Nhi có đôi mắt biết nói, con có thể diễn tả tình cảm thật chính xác là nhờ cái hàng lông mi của con nó dày, cho nên nó tạo một cái cảm xúc nơi người xem. Mà con rất là nhỏ nhưng con thấy được cái điều con hát, cho nên con đã làm cho mọi người điêu đứng vì những cái phần nội dung á. Ở đây khi hát đàn ca tài tử, người ta có cái từ gốc của nó là ca ra bộ, tức là hồi xưa đó thì đứng yên một chỗ khác, đến cái giai đoạn ca ra bộ bắt đầu thuyết phục khán giả quá chừng luôn, và nó là tiền đề của sau này vào tuồng cải lương. Khi ca ra bộ thì con ứng dụng cái chỗ oai hùng, cái chỗ mà mềm mại, động tác của con nó rất là hợp lý, đúng không? Tất cả những điều đó nó làm cái sự thuyết phục rất là lớn, và con làm chuẩn cái ca ra bộ mà con còn rất là nhỏ. Người lớn ca ra bộ thì đã là chuyện khó rồi, mà con nhỏ vậy mà con ca ra bộ, con diễn tả nhịp nhàng, con nhịp bằng cổ, cho nên là con vô, con chờ đúng nhịp, con vô nó thoải mái vô cùng, không phải nhịp bằng chân bằng tay, đúng không? Cho nên cái nhịp của con rất là chắc, và trong giọng cổ á, nhịp vô cùng khó, nhịp nó lơi, nó không như là tân nhạc. Nhưng mà con nhỏ như vậy chứng tỏ cái quá trình con thẩm thấu thẩm âm của con quá tuyệt vời. Dạ, chú thích con. Cảm ơn chú. anh Thanh Bạch nói đúng cái cảm giác của em. Vì nói, nếu mà nói thực sự trong cái bài này thì chú John Wee không biết gì hết. Và rất là khó, là đang tập trung về khó cái lời mà khó hiểu. Nhưng mà cái cảm giác chú John Wee lúc thấy con hát trên sân khấu đó là tại con thể hiện một cái cách rất là tự nhiên. Tự nhiên, đúng rồi. Thì chú John Wee rất là thoải mái và dễ xem và rất thích. Và đúng trong cái đội của con là đội đáng yêu, con rất là đáng yêu. Cảm ơn chú. Cô tuy rằng hát bên nhạc nhưng họ mỗi lần mấy cái điệu mà của cải lương mà đờn lên là cô tê tái, cô chịu không có nổi, cô cũng hát theo con. Hồi nãy tưởng đó nghe, phải không? Có không? Hồi nãy mém tí xíu thấy đưa micro lên, cô tưởng là vô rồi, chết chưa tới. Cô gõ bùm 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 ở đây, ai ngờ vô đúng hết hồn luôn. Nói chung là rất là dễ thương, con hát bài này rất là hay, mà diễn tả đồ rất là dễ thương, nó rất là đơn giản tự nhiên. Chúc mừng tiết mục của con. Dạ, cảm ơn cô. Bổ sung một chút nữa đó, thật ra cái bài này chưa có đúng cái chất của bé đâu. Cái bài này bé còn hát nhiều chỗ nó tối lắm á. À, chưa. Cái bài mà nó sẽ kịch tính hơn nè, sáng giọng hơn nè, con sẽ làm tuyệt vời lắm. Có hy vọng. Con là một tiềm năng mà ban giám khảo đang mong đợi là sẽ bùng nổ. Em có cảm giác như là chưa có hết cái khả năng không? Yeah. Chứ tức là chưa có thoát hết cái, được. Cái con điểm... nghĩ con rất là mong vào trong những vòng trong con sẽ có những bài sẽ phô diễn hết cả cái giọng của con, có như cái thực lực của con luôn á. Xin cảm ơn những lời nhận xét của ban giám khảo. Và phần thi của tài năng sẽ có một điều đặc biệt nữa, đó chính là đây, trong chiếc hộp này sẽ có một món đồ vật. Dạ không, cái này không có rung rỡn. Ủa vậy hả? Dễ thương. Đừng làm con gì vậy ra nha.
Và cái đồ vật nằm trong cái hộp này á, thì chú sẽ hỏi con. Và ba vị giám khảo sẽ lắng nghe câu trả lời của con. Dạ. Giống như phần thi ứng xử vậy đó. Con cứ trả lời hồn nhiên nha, con biết gì con cứ trả lời vậy, không phải sợ gì hết trơn á. Dạ. Nha. Dạ. Đây, đồ vật của con. Đây, con lấy ra nè, con cầm đây. Đó. Theo con, đây là món đồ vật gì? Dạ thưa chú, nó giống kẹo sô cô la. Chú này là người ta phân tâm, phân tâm chi phối quá. Con thấy cái đó lần nào chưa? Con thấy lần nào con chưa? Con thấy ở đâu chưa? Dạ rồi. Ở đâu? Dạ, trong phim hoạt hình. Trong phim hoạt hình đó hả? Lúc đó người ta làm cái gì? Lúc đó người ta lấy cái này làm cái gì? Nghe là tính. Tính. Thấy chưa? Bây giờ sẽ là số điểm đến từ vị giám khảo Thanh Bạch. Và đó là tên 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 8,5. Giám khảo Cẩm Ly tên 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 8,5. À, đây là vị giám khảo đặc biệt, luôn luôn lắng nghe nhưng không hiểu. Xin mời giám khảo John Huy Trân. 8 điểm. Cảm ơn vị giám khảo ạ. Rồi, đây là số điểm trung bình của con là 8,3. Con cảm ơn ban giám khảo và quý vị khán giả. Rồi, cảm ơn con, xin mời chúng ta về với đội của mình. Đây, chú giữ nha. Rồi, mời con.